Thầy sẽ bắt đầu ở buổi hôm nay, đó là sẽ chữa cho các bạn những cái ý khó ở trong cái đề thi thử của chúng ta. Và đề thi thử này được đánh giá là một đề khó, cũng không hề đơn giản. Ở nhiều câu nó thuộc dạng cả phần nâng cao và lạ mắt một chút. Vậy thầy sẽ chữa cho các bạn từng ý một. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu chữa đề thi thử. Đề thi thử lần 1, mã đề 369. Vậy thầy chữa ở cái mã đề 369 này cho các bạn để các bạn thấy được cái ý tưởng của các câu khó đã được thể hiện thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu số 1. Câu số 1 là một con lắc nằm ngang có lò xo độ cứng K khi M nằm yên ở vị trí cân bằng thì M không bằng M chuyển động dọc theo trục lò xo và đến va chạm đàn hồi xuyên tâm. Kết luận nào đúng cho hai vật ngay sau va chạm? Vậy các bạn nhớ là va chạm đàn hồi xuyên tâm có hai định luật bảo toàn. Đầu tiên là định luật bảo toàn thứ nhất là định luật bảo toàn về động lượng M0 V0 cộng 0 bằng M0 V0 phẩy cộng M V phẩy. Tiếp theo định luật bảo toàn động năng M0 V0 bình trên 2 cộng 0 bằng M0 V0 phẩy bình trên 2 cộng M V phẩy bình trên 2. Thì các bạn biết ngay là M mà bằng M0 thì các bạn có hai khả năng xảy ra, đó là V0 phẩy bằng V0 và V phẩy bằng 0. V0 phẩy bằng 0 và V phẩy bằng V0. Như vậy khả năng này không có chuyện, thằng M0 va chạm vào nó lại chuyển động vận tốc như cũ và thằng này được va chạm lại đứng yên. Vậy nó rơi vào khả năng này và đây chính là đáp án D. Chúng ta sẽ đến câu số 2. Đó là ở câu 2 này các bạn nhìn vào đề bài thì các bạn thấy là L thay đổi UL max bằng 2U. Vậy L thay đổi UL max bằng U căn R bình cộng ZC bình chia R bằng 2U. Vậy các bạn suy ngay ra được ZC bằng căn 3R. Thế là các bạn có được omega bằng, đúng không? 1 trên căn 3RC. Đáp án B. Ở đây, ý tiếp theo mà câu mà thầy cần chữa đó chính là câu số 4. Vậy câu số 4 thì được thể hiện thế nào? Câu số 4, các bạn nhìn trong hệ vân giao thoa khi hai khe cách nhau một đoạn D1 thì người ta nhận thấy đó là ở hệ vân rời màn đến D2 thì vân tối thứ K trừ 1 trùng với vân sáng thứ K của ban đầu. Vậy vân sáng thứ K của ban đầu x bằng K lambda D1 trên A. Quan trọng nhất, tối thứ N bằng K trừ 1 thì các bạn phải suy ra K phẩy bằng N trừ 1 K trừ 2. Vậy các bạn sẽ có x bằng 2 K phẩy cộng 1 D2 trên A và các bạn sẽ có được bằng gì? 2K trừ 3 chia 2A. Ở đây thiếu lambda rồi. 2K trừ 3 nhân lambda D2 chia 2A. Các bạn cho hai cái x này bằng nhau thì các bạn sẽ có được K
D1 bằng 2K trừ 3 D2 trên 2. Vậy suy ra D2 trên D1 bằng 2K trên 2K trừ 3. Đáp án D. Ở đây vấn đề mấu chốt mà các bạn hay bị nhầm đó chính là K phẩy bằng K trừ 2. Nhiều bạn thấy K trừ 1 thay K trừ 1 vào đây nó chỉ ra 2K trừ 1, và lập tức các bạn có đáp án B ngay. Đấy là những ý thầy muốn nói với các bạn trong 3 câu đầu tiên khó một chút. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến các câu khó tiếp theo. Câu số 5. Câu số 5 này là một câu tương đối hay khi mà xử lý nó ở trạng thái về năng lượng của phần quang điện, đó chính là cái động năng và cái Vmax này. Vậy các bạn nhìn V1max chia V2max chia V3max bằng K chia 4 chia 1 chính là động năng 1max chia động năng 2max chia động năng 3max bằng K chia 4 chia 1. Ngoài ra các bạn còn có được là lambda 1 chia lambda 2 chia lambda 3 bằng 1 chia 2 chia 4. Vậy các bạn nhìn, đầu tiên động năng 2 chia động năng 3 bằng 4 chia 1. Ở trong phần quang điện, ở phần bài giảng, thầy nói với các bạn rất rõ về cách suy ra. Các bạn có thể suy thẳng là gì? Lambda 2 bằng lambda 0 lambda 3 trên 4 lần. 4 lần lambda 0 trừ 3 lần lambda 3. Và ở đây, từ đây các bạn có thể rút ra được trạng thái của lambda 0. Như vậy, các bạn sẽ suy ra được là lambda 0 sẽ bằng gì ở đây nhá. Các bạn nhìn, lambda 0 là 3, lambda 2 lambda 3 chia cho 4 lambda 2 trừ lambda 3. Và các bạn chỉ việc thay cái lambda 2 theo lambda 3 vào thì các bạn sẽ có được lambda 2 chia lambda 3 bằng 2/4, chứng tỏ là lambda 3 bằng 2 lần lambda 2. 3 nhân lambda 2 nhân 2 lần lambda 2 trên 4 lambda 2 trừ 2 lambda 2 thì các bạn sẽ ra được 3 lambda 2. Như vậy các bạn có lambda 0 theo lambda 2. Bây giờ các bạn xử lý tiếp bằng cách là các bạn sẽ có được tỷ số ở đây giữa K động năng 1 và động năng 2, hay dùng động năng 1 và động năng 3 cũng được. Vậy lambda 2 ở đây các bạn có thể suy ra đây là 1,5 lần lambda 3. Bây giờ ta lại có động năng 1 bằng K lần động năng 3 thì suy ra lambda 1 bằng gì? Lambda 1 bằng lambda 0 lambda 3 trên K lambda 0 trừ K trừ 1 lambda 3. Các bạn thay lambda 1 bằng, các bạn thay lambda 1 bằng 1/4 lambda 3 và lambda 0 bằng 1,5 lambda 3. Vậy lambda 1 bằng 1/4 lambda 3 và lambda 0 bằng 1,5 lambda 3 vào. Các bạn suy được K bằng 10. Đó chính là đáp án B. Bài này bạn nào làm nhanh thì cũng phải mất khoảng 2 đến 3 phút, không thể ngắn hơn được. Đây là còn phải thuộc công thức nữa nhé. Đấy là những cái
ta sẽ xác định. Còn ở các câu tiếp theo thì các bạn nhìn câu khó tiếp mà thầy muốn nói là câu số 8. Trong câu số 8 này, đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một tần số F1 bằng 60 thì hiệu điện thế hai đầu điện trở cùng pha hiệu đến hai đầu mạch. Có nghĩa là F1 bằng 60 thì ZL1 bằng ZC1. Khi F bằng F2 bằng 120Hz, F2 bằng 120Hz bằng 2 lần F1 thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là pi trên 4. Có nghĩa là các bạn sẽ có ngay được F mà tăng thì ZL tăng và ZC giảm. ZL2 trừ ZC2 bằng R. ZL2 thì bằng 2 lần ZL1. ZC2 thì bằng ZC1 trên 2 hay ZL1 trên 2 bằng R. Các bạn sẽ có ngay được R bằng 1,5 ZL1. Nói tóm lại là luôn luôn phải biến đổi nó ra thằng này. Cuối cùng các bạn sẽ có được cái F3 bằng 150Hz và bằng 2,5 F1. Suy ra ZL3 bằng 2,5 ZL1 và ZC3 bằng ZC1 trên 2,5 0,4 ZL1. Hệ số công suất lúc này các bạn có cốt phi 3 bằng R trên căn của R bình cộng ZL3 trừ ZC3 tất cả bình. Các bạn có R theo ZL1, ZL3 theo ZL1 và ZC3 theo ZC1 thì các bạn sẽ có 1,5 chia căn 1,5 bình cộng 2,5 trừ 0,4 tất cả bình. Các bạn sẽ ra được 0,581. Đáp án D. Ở trong phần tần số biến thiên thì thầy chỉ khuyên các bạn một việc thôi. Đó chính là quá trình các bạn xử lý các vấn đề này. Khi xử lý nó thì các bạn phải nhìn F1, F2, F3 là loại tần số biến thiên. Luôn luôn dựa vào thằng mà ZL bằng ZC. Có những lúc không phải là ZL1 bằng ZC1 đâu, mà có những lúc người ta cho là ZL2 mới bằng ZC2. Còn ở bên ZL1 khác, ở bên ZL3 khác. Các bạn lưu ý, đây là dạng tần số biến thiên khi có mối liên hệ giữa chúng. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển đến các câu ở phần tiếp theo. Ở đây, chúng ta sẽ đến câu tiếp theo là câu 18. Câu này, thầy cho các bạn, nó thuộc dạng câu khó. Nhưng ở đây, chúng ta xử lý nó được nhanh thông qua các kiến thức mà chúng ta đã được học và thầy đã dạy các bạn cái mẹo để xử lý cái loại bài mà chất trước và chất sau như này rồi. Đó là một chất X phóng xạ ra alpha biến thành chất Y. Chất X phóng xạ ra alpha biến thành chất Y. Bây giờ tỷ số tại thời điểm T1, tỷ số giữa Y và X trong mẫu là 2/1. Và tại thời điểm T2 bằng T1 cộng 320 ngày thì tỷ số của nó là 47/1. Như vậy, ở đây các bạn sẽ ra được cái này là gì? Các bạn sẽ có được NI trên NX bằng 2/1 thời điểm tiếp theo, thời điểm T
n phẩy y trên n phẩy x bằng 47/1. Các bạn nhìn, cứ một hạt x mà mất đi thì sinh ra một hạt y, nên tổng số hạt luôn luôn không đổi. 47 cộng 1 thì bằng 48, 48 chia 3 bằng 16, 32/16. Và thầy coi thời điểm ban đầu là T1 bằng 0, như vậy các bạn sẽ có thể có N0X bằng 16, NX bằng 1, T nhỏ bằng 320 ngày. Vậy công thức đây là N bằng N0 chia 2 mũ T nhỏ trên T lớn bằng N0 chia 2 mũ 4, vì 16 chia 16 với ra 1. Như vậy suy ra được T nhỏ bằng 4 T lớn, có nghĩa là T lớn bằng 80 ngày. Đáp án à, các bạn thấy hiệu quả công việc chưa? Đúng không? Cực kỳ nhanh và chuẩn xác ở đây. Đấy là câu số 18. Nó là một trong những cái câu khó. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý đến các câu tiếp theo. Ví dụ ở đây chúng ta cần chữa đến một câu số 23 trong thí nghiệm Yên. A bằng 2, D bằng 2, chiếu 7, sáng lam đa 1 bằng 0,5 thì quan sát được độ rộng của trường giao thoa là 8,1 mm. Nếu chiếu đồng thời thêm lambda 2 thì số vân sáng bậc 4 của nó trùng với số vân sáng bậc 6 của lambda 1. Như vậy, trên màn số vân trùng nhau quan sát được là bao nhiêu? Cái này nó xử lý ở một loạt các cái dữ kiện để cho các bạn nhìn. Nếu chiếu đồng thời lambda 2 thì thấy vân sáng bậc 4 của nó, có nghĩa là các bạn có được 4 lambda 2 bằng 6 lần lambda 1. Các bạn suy ra được là lambda 2 bằng 0,75 micromet. Trên màn có số vân trùng nhau quan sát được là bao nhiêu? Thì thầy đã dạy các bạn cái mảng này rồi. Đầu tiên các bạn tìm vị trí trùng là K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1 bằng 3/2. Thì các bạn suy ra x min bằng K1 nhân Y1, K1 lambda 1 D trên A, và sẽ thay số vào bằng 1,5 mm. Và x min này chính bằng y tổng hợp 1,5 mm. Vậy n trùng nhau là n tổng hợp 2 nhân phần nguyên của mn trên 2 y tổng hợp cộng 1. 2 nhân phần nguyên của mn là 8,1. 2 nhân 1,5 cộng 1, đây là phần nguyên, thì các bạn sẽ có được bằng 5. Và ta có được nó chính là đáp án C. Đấy là các vấn đề của bài 23. Tiếp theo, câu ở bài 24 là một chiếc tàu dùng năng lượng nguyên tử của công suất bằng này, trong một ngày đêm nó phân hạch hết 200g của urani. Mỗi phân hạch giải phóng một năng lượng bằng này. Vậy hiệu suất của tàu H bằng P có x chia P toàn phần. Và ở đây các bạn sẽ có chính là E có x
chia E toàn phần. E có X bằng công suất của tàu nhân T. Đây là cái mà ta đang cần thiết. Còn E toàn phần chính là số hạt nhân năng lượng của một hạt. Và ở đây số hạt là M chia A. Xin lỗi. Số hạt nhân với năng lượng tỏa ra có một hạt là Q. Vậy số hạt là M chia A nhân NA nhân với Q 1. Vậy các bạn mang toàn bộ cái này các bạn thay vào H thì các bạn suy ra H bằng P T A trên M nhân NA nhân Q. Và các bạn sẽ ra được 16,86%. Đó chính là đáp án D. Chúng ta sẽ đi đến những câu khó tiếp theo để xem nó còn ở những mức độ nào. Có những câu dễ thì các bạn dựa vào đáp án và các bạn đối chiếu để các bạn xem các bạn sẽ cảm thấy nó khó khăn ở đâu nhé. Chúng ta sẽ tiếp theo ở câu số 36. Câu này người ta cũng cho chúng ta ở khoảng hai khe yên giao thoa và người ta tìm số vân đỏ và số vân màu lam. Như vậy để tìm được thì các bạn phải nhớ là khoảng giữa ba vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm. Ba vân sáng liên tiếp các bạn nên tìm ở trong hai khoảng thôi và tìm từng khoảng một. Đầu tiên các bạn vẫn cứ nhìn vị trí trùng cho thầy. K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1. Và ở đây các bạn sẽ có bằng 3/4. Các bạn nhìn đối với K1 bằng 3 thì bắt đầu trùng. Như vậy suy ra là gì? Giữa hai vị trí trùng nó có hai thằng đỏ và có ba thằng lam. Như vậy suy ra giữa ba vị trí nó thành hai khoảng. Hai khoảng thì sẽ có bốn thằng đỏ và sáu thằng lam. Đáp án A. Giữa hai vị trí trùng thì nó có bằng này, nhưng giữa ba vị trí trùng là hai khoảng rồi thì nó phải gấp đôi. Giữa năm vị trí trùng là bốn khoảng thì nhân cái này lên bốn, thế là xong. Và cái này thầy đã nói với các bạn đầy đủ trong các chuyên đề của phần giao thoa với nhiều ánh sáng đơn sắc mà thầy đã nói ở trên tuyển sinh 247.com rồi, nên là các bạn xem lại trên đấy nhá. Bây giờ ta sẽ nói ở câu số 38. Câu số 38 được thể hiện thế nào? Một con lắc đơn được đưa vào trong điện trường. À, đây là chuyên đề con lắc trong trường biểu kiến. Các bạn nhìn, khi không có điện trường, không có điện trường, T bằng 2π căn L trên G, thay số vào bằng 2 giây. Bây giờ khi điện trường thẳng đứng, điện trường thẳng đứng có thể hướng lên, có thể hướng xuống, Q có thể dương, có thể âm. Nhưng các bạn nhìn, T phẩy ở đây trên T bằng căn của P trên P F điện. Cái này bằng 3/2, có nghĩa là T phẩy to hơn T thì đây phải là dấu trừ, đúng không? Như vậy các bạn bình lên các bạn sẽ có là gì nhỉ? Là 9P 9F điện 4P. Như vậy các bạn sẽ có được là gì? Là 5P bằng 9F điện. Suy ra P bằng 1,6F điện.
Bây giờ đưa vào điện trường nằm ngang thì các bạn lại có E nằm ngang T 2 phẩy trên T căn của P trên căn của P bình cộng F điện bình. Điện trường thẳng đứng, điện trường nằm ngang nói rất rõ cho các chuyên đề ở phần tuyển ở trên trang tuyển sinh 247 nhé, các bạn để ý. Và ở đây các bạn có căn của 1,6 trên căn của 1,6 bình cộng 1 bình. Từ đây các bạn suy ra được T phẩy 1,4 giây. Đáp án A. Bạn nào mà không nhớ được công thức ở trong chuyên đề này thì khỏi làm. Còn nếu biến đổi ra được nó thì cũng không kịp giờ. Do đó, trắc nghiệm là hai yếu tố. Một là biết làm thế nào cho nó nhanh. Hai là phải kịp giờ. Nên các bạn thấy nhé, dạy trắc nghiệm là một cái rất khó. Và ở đây các bạn phải nhanh nhẹn để ý nắm bắt được các tư tưởng của nó. Bây giờ ta sẽ nói tiếp ở câu số 39. Trong câu 39 các bạn nhìn thấy hai nguồn sóng cách nhau 45 và có phương trình dao động U1 bằng 5 cos 40 pt và U2 bằng 5 cos 40 pt cộng pi. Vậy hai nguồn này ngược pha. Hai nguồn ngược pha. Ngược pha, một điểm M nằm trên trung trực gần Y nhất, cách Y 2 cm, dao động cực đại. Vậy ngược pha suy ra trung điểm Y là tiểu mà M lại là đại. Đại và tiểu gần nhau nhất thì sẽ cách nhau lambda chín 4 bằng 2. Vậy từ đây các bạn sẽ có lambda bằng 8 cm. Tiếp theo, số điểm dao động với biên độ cực đại giữa hai điểm S1, S2, số điểm dao động với biên độ cực tiểu ở giữa hai điểm S1, S2. Vậy các bạn phải nhớ cực tiểu mà lại ngược pha. Ngược thì ta tính như cục đại. Như vậy các bạn lại dùng là gì? Trừ S1, S2 chia lambda nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 chia lambda. Vậy các bạn có trừ 45 phần 8 nhỏ hơn K, nhỏ hơn 45 phần 8. Vậy các bạn sẽ có bao nhiêu đây? Là 45 chia cho 8 là 5,6. Nhỏ hơn K, nhỏ hơn 5,6. Suy ra K lấy từ trừ 5 đến 5 là suy ra có 11 tiểu. Nhưng đáp án A, ở đây các bạn phải hết sức hiểu là các bạn mà không để ý hai nguồn ngược pha Y là tiểu mà các bạn cứ nghĩ là trung trực là đại, như vậy MI chỉ bằng có lambda trên 2 bằng 2, vậy lambda bằng 4. Lập tức các bạn sẽ có ngay ở chỗ này là âm 11 và ra đáp án C là 23 ngay lập tức. Do đó lưu ý là ngoài cái việc cực tiểu tính bằng công thức của cực đại, các bạn còn phải nhớ trung điểm là tiểu. Bài này làm cho học sinh bị nhầm ở hai chỗ thôi. Rõ, đừng có nhầm của thầy là được. Nào, ta sẽ tiếp tục ở phần này. Câu số 40. Câu 40 là một ý rất hay. Và cái này thầy cố tình cho các bạn và chỉ sử dụng ở trên hệ thống tuyển sinh 247 thôi. Đó là chúng ta sử dụng một cái dòng điện 3 pha cho một dòng hỏi hai dòng thì các bạn nhớ cho Y1 bằng trừ Y0 căn 2 trên 2,
thầy hỏi Y2 và Y3 bằng bao nhiêu? Các bạn gặp loại bài này chưa? Gặp rồi. Ở trên bài hệ thống về dòng điện 3 pha, thầy đã nói với các bạn rồi, đó là chúng ta chỉ việc sử dụng biểu tượng của xe gì thôi? Mercedes trừ Y0 căn 2 trên 2 hả? Y1 đây. Góc 45 độ. Như vậy Y2 lệch với Y1 120 độ. Y2 đây, góc này sẽ là 15. Và Y3 cũng lệch 120 đây. Chiếu Y2 xuống đây và chiếu Y3 xuống đây, các bạn lập tức có được đáp án C. Học rồi thì nó nhanh, còn chưa học thì làm được là một vấn đề đấy. Tiếp theo, câu khó là câu 48. Khi ta nói về vấn đề tụ xoay, vậy ở trong một mảng tụ xoay, thầy đã nói với các bạn rồi, C chạy từ 10 đến 490 picofarad và bản tụ quay từ 0 đến 180 độ. Ở đây khi người ta thu được lambda bằng 19,2m 2pc căn LC, các bạn xuyên C bằng lambda bình trên 4pi bình C bình L, và tụ xoay cứ 180 độ thay đổi từ C max trừ C min bằng 480 picofarad. Nếu C trừ C min thì xoay một góc alpha độ. Có được C, ta dư sức tìm ra được alpha bằng công thức này. Vậy các bạn có alpha bằng 180 C trừ C min trên 480, nhớ phải đổi sang pico nhá, sẽ bằng 15,7 độ. Đây gọi là tụ xoay, và cái này nó là đáp án D. Các câu dễ còn lại, các bạn tra đáp án để các bạn xem xét các trường hợp xảy ra, và từ đó chúng ta sẽ có những cái phương án thích hợp. Và những cái câu khó thầy chữa, các bạn phải xem đi xem lại, xem các bạn xử lý thế nào. Và tờ đề thi này thì nó cũng được đánh giá ở một mức độ ngang với đề thi đại học, và nó cũng có những cái ý khó để cho các bạn có thể nhìn nhận ra được. Tất nhiên là ở một số phần thầy cho trải dài ở các câu để cho các bạn xử lý, và nó sẽ bao gồm cả các phần, chứ không phải như một số đề thi có những đề chủ yếu tập trung một câu khó của điện, có những đề tập trung một câu khó của cơ, vân vân. Chúc các bạn tham gia và làm tốt ở các phần luyện đề trong gói luyện đề của trang tuyển sinh 247.com. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi chữa đề sau. Chào các bạn.